Rơi máy bay tại Australia, 4 người tử vong. Khảo sát của Yahoo, Facebook là công ty tệ nhất năm 2021. Ukraine phát hiện ca đầu tiên nhiễm biến thể Omicron. Nga đưa dự thảo muốn phương Tây chấp thuận và xoa dịu khủng hoảng Ukraine. Trung Quốc, tre đồng loạt nở hoa kết trái đỏ, dấy lên điểm báo gì? Trụ sở chính của công ty Việt Á chỉ có cái biển hiệu đặt nhờ, không có nhân viên. Bão số 9, 11 tàu cá với hơn 100 ngư dân đang thả trôi trên biển. Bắt băng cướp nhí gây ra 2 vụ cướp trong đêm. 2 học sinh lớp 7 ở Quảng Nam khai được tiêm liên tiếp 2 mũi vaccine. Thưa quý vị có thể đăng ký email để nhận thông báo về các bản tin quan trọng hàng ngày của DKN News. Quý vị cũng có thể theo dõi kênh DKN News trên Snapchat, một mạng xã hội bảo mật và tôn trọng người dùng. Còn bây giờ là nội dung chi tiết của điểm tin tối ngày 19 tháng 12 của DKN TV. Kính thưa quý vị, theo AFP, một vụ tai nạn máy bay hạng nhẹ ở vùng biển ngoài khơi thành phố Brisbane, Australia khiến 4 người tử vong. Cảnh sát bang Queensland cho biết 4 nạn nhân gồm 2 người lớn và 2 trẻ em thiệt mạng sau khi chiếc máy bay nhỏ chở họ rơi vào khoảng 9 giờ ngoài khơi gần Redcliffe, một vùng ngoại ô bên bờ vịnh ở phía bắc thành phố. Một chiến dịch liên ngành đang được thực hiện với sự tham gia của cảnh sát đường thủy Queensland và thợ lặn cùng đơn vị điều tra pháp y và các cơ quan khác, trong đó có Cục An toàn Giao thông Vận tải Australia, cảnh sát cho hay. Theo Ủy viên Cảnh sát Queensland Katarina Caro, phản ứng ban đầu với vụ tai nạn đã gặp phải hàng loạt điều kiện khó khăn. Máy bay đang ở một vị trí rất khó khăn trong khu vực ngập nước và chúng tôi đã điều cảnh sát cùng thợ lặn đến hiện trường. Đó là tất cả những gì tôi có thể chia sẻ ở giai đoạn này, bà nói. Thưa quý vị, khảo sát của Yahoo, Facebook là công ty tệ nhất năm 2021. Theo Epoch Times đưa tin, Meta Platform, trước đây là Facebook, đã bị tuyên bố là công ty tồi tệ nhất năm 2021 trong kết quả của một cuộc khảo sát độc giả do Yahoo Finance thực hiện. Được thực hiện trên 1.541 độc giả, cuộc thăm dò này đã cho thấy Facebook nhận được 8% tổng số phiếu bầu cho danh hiệu đáng hổ thẹn này. Ngoài ra, công ty này đã chịu sự giám sát của các cơ quan quản lý chống độc quyền trong vài năm. Năm ngoái, Ủy ban Thương mại Liên bang và các tổng trưởng lý của 48 tiểu bang đã kiện Facebook với cáo buộc vi phạm luật chống độc quyền. Vụ kiện cụ thể đó nhằm chống lại công ty này đã bị bác bỏ là không đủ cơ sở pháp lý, nhưng vẫn thuộc diện chờ giải quyết vì tòa án đang xem xét hủy bỏ hoàn toàn nó. Có lẽ do hình ảnh công ty đầy tiêu cực này mà hồi tháng 10 vừa qua, Facebook đã đổi tên thương hiệu công ty mẹ vốn đang giám sát các nền tảng của mình thành Meta Platform. Tuy nhiên, giá trị cổ phiếu của Meta đã tăng 22% trong năm qua, hơi tụt hậu so với S&P, nhưng gần như không phải là một cuộc khủng hoảng đối với các nhà đầu tư. Đối với các mối quan tâm chặt chẽ về mặt tài chính, Meta dường như trong tình trạng tốt hơn nhiều so với hãng đứng thứ 2 trong bảng xếp hạng công ty tồi tệ nhất năm 2021. Đại công ty thương mại điện tử Trung Quốc Alibaba, hãng có giá cổ phiếu giảm mạnh hơn 50% sau một năm hỗn loạn với sự sách nhiễu của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tuy nhiên, Facebook đã phải đối mặt với nhiều tranh cãi kể từ khi thành lập và điều này đã không ngăn cản được Facebook trong việc vươn lên trở thành một công ty hùng cường về thông tin. Nền tảng Facebook, Meta, đã không phúc đáp yêu cầu bình luận. Thưa quý vị, theo Thông tấn xã Việt Nam ngày 18 tháng 12 đưa tin, Bộ trưởng Y tế Ukraine Viktor Liashko cho biết nước này đã phát hiện ca đầu tiên nhiễm biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2 gây dịch bệnh COVID-19. Đăng tải trên mạng xã hội Facebook, Bộ trưởng Liashko cho biết trường hợp nói trên là người vừa trở về từ Ukraine từ các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Đến nay, Ukraine đã ghi nhận tổng cộng 3,6 triệu ca mắc COVID, trong đó 92.929 ca tử vong. Cùng ngày, Bộ trưởng Y tế Pháp Olivier Véran cho biết, biến thể Omicron hiện được cho là chiếm tới 10% số ca mắc mới COVID tại nước này, và đây là lý do chính khiến Pháp phải thắt chặt quy định ra vào một số địa điểm. Kênh truyền hình BFM TV của Pháp ngày 18 tháng 12 đưa tin, thủ đô Paris đã hủy chương trình bắn pháo hoa và các lễ hội trên đại lộ Champs-Élysées đã được lên kế hoạch tổ chức vào đêm giao thừa đón năm mới sắp tới. Thủ tướng Pháp Jean Castex ngày 17 tháng 12 đã thông báo các quy định mới nói trên và khuyến cáo người dân, kể cả những người đã tiêm vaccine, tự xét nghiệm COVID-19 trước khi tham gia các bữa tiệc cuối năm. Phát biểu trên đài phát thanh Franiter, Bộ trưởng Y tế Varane cho biết ông hy vọng vào đầu tuần tới, cơ quan y tế Pháp sẽ bật đèn xanh cho việc tiêm chủng đại trà vaccine ngừa COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi. Tại Nhật Bản, báo Yomiuri dẫn nguồn tin từ chính phủ ngày 18 tháng 12 cho biết nước này sẽ gia hạn thêm biện pháp hạn chế nhập cảnh đối với người nước ngoài ít nhất đến đầu năm 2022 nhằm kiềm chế sự lây lan của biến thể Omicron. Ngày 29 tháng 11 vừa qua, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio tuyên bố nước này tái áp đặt các biện pháp hạn chế nhập cảnh đối với người nước ngoài từ ngày 30 tháng 11 trong bối cảnh biến thể Omicron đang lây lan trên toàn cầu. Kính thưa quý vị, theo The Guardian, Nga đã đưa ra hàng loạt yêu cầu đảm bảo an ninh mà nước này mong muốn phương Tây chấp thuận nhằm giảm căng thẳng ở châu Âu và xoa dịu cuộc khủng hoảng Ukraine. Dự thảo hiệp ước 8 điểm được Bộ Ngoại giao Nga chuyển cho Mỹ trong tuần này. Đây là lần đầu tiên Nga nêu chi tiết các yêu cầu của mình sau nhiều tháng căng thẳng với Ukraine và phương Tây, đặc biệt là Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO. Moscow cho biết hành động phớt lờ lợi ích của nước này có thể dẫn đến phản ứng quân sự, tương tự như cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba năm 1962. Trong dự thảo, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã yêu cầu phương Tây đảm bảo hợp tác an ninh của nước này. Dự thảo bao gồm yêu cầu NATO rút toàn bộ binh sĩ và vũ khí khỏi những quốc gia tham gia liên minh sau năm 1997, bao gồm phần lớn các quốc gia Đông Âu như Ba Lan, các nước thuộc Liên Xô cũ như Estonia, Lithuania, Latvia và các nước ở Balkan. Nga cũng yêu cầu NATO ngừng mở rộng về phía Đông, bao gồm cả việc yêu cầu NATO không chấp thuận Ukraine gia nhập liên minh và không tổ chức các cuộc tập trận tại Ukraine, Đông Âu và các nước Caucasus như Georgia hoặc ở Trung Á, nếu không có sự đồng ý của Nga. Hôm 17 tháng 12, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cho biết, nước này không đặt thời hạn cho các cuộc đàm phán, nhưng Nga muốn bắt đầu các cuộc đàm phán không bị trì hoãn và đình trệ. Chúng tôi có thể đến bất cứ nơi nào và bất kỳ lúc nào, kể cả ngày mai, ông nói. Khi được hỏi liệu ông có nghĩ rằng những yêu cầu này là vô lý hay không, ông khẳng định là không. Đây không phải là việc chúng tôi đưa ra một tối hậu thư. Vấn đề là không nên đánh giá thấp mức độ nghiêm trọng những cảnh báo của chúng tôi, ông nói. Tuy nhiên, những đề xuất tích cực của Điện Kremlin có thể sẽ bị các nước phương Tây từ chối. Giới chuyên gia cho rằng những đề xuất này có thể sẽ bị các nước NATO, đặc biệt là Ba Lan và các nước Baltic, nhìn nhận cực kỳ tiêu cực. Họ đã cho rằng Nga đang cố gắng thiết lập lại phạm vi ảnh hưởng trong khu vực và coi yêu cầu này là bằng chứng Moscow đang tìm cách hạn chế chủ quyền của họ. Về phía Mỹ, một quan chức cấp cao của nước này hôm 17 tháng 12 cho biết Điện Kremlin chắc hẳn biết rằng một số phần trong đề xuất của họ là không thể chấp nhận được. Thưa quý vị, gần đây ở Quảng Đông, Trung Quốc, những cây tre đồng loạt nở hoa kết trái. Hơn nữa, trái còn có màu đỏ chín. Từ xưa đến nay, mỗi khi tre nở hoa, thì đều đi kèm với động đất, mất mùa, nhà cầm quyền chết. Vì vậy, hiện tượng này lại một lần nữa dấy lên điểm báo tai ương sắp đến. Trên mạng lan truyền một video về hiện tượng hiếm gặp, đó là tre nở hoa kết trái đỏ. Theo mô tả từ video thì hiện tượng này xảy ra tại Triệu Khánh, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Những cây tre ở đây không ngừng nở hoa kết màu đỏ, trông vô cùng lạ mắt. Một tài khoản bình luận: vào năm 2019, tôi thấy một giống tre lùn cao hơn 1 mét để làm cảnh. Sau mùa thu, nó tàn héo nhưng không thấy nó kết quả. Rồi đại dịch virus Vũ Hán bùng phát. Tháng 3 năm nay, tôi đi thắng cảnh ngắm hoa, thấy bên chân núi có hàng tre trổ bông. Một tài khoản khác bình luận: tôi nhớ trước đây mình đã đọc một cuốn sách trong đó nói rằng tai họa sẽ đến khi cây tre nở hoa. Tre nở hoa ắt có tai ương. Tre nở hoa khẩn cấp dọn nhà. Ở cả Trung Quốc và Ấn Độ có những lời tiên tri dân gian nói rằng hoa tre sẽ mang lại tai họa. Cụ thể, dân gian Trung Quốc có câu: cây tre nở hoa ắt có tai ương, cây tre nở hoa khẩn cấp dọn nhà. Hay ở Ấn Độ có câu: cây tre nở hoa nạn đói xuất hiện. Không phải vô duyên vô cớ mà trong dân gian lại truyền những lời dự ngôn như vậy. Các sự kiện trong quá khứ đã minh chứng cho điều này. Trong lịch sử ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc đã có một số vụ tre nở hoa quy mô lớn và sau đó xảy ra động đất. Cụ thể là vào năm 1974, các cây tre lần lượt nở hoa và khô chết ở vùng đồi núi. Sau đó, 2 năm tức năm 1976, một trận động đất ở huyện Tùng Phan, Bình Vũ thuộc tỉnh Tứ Xuyên với cường độ 7,2 độ Richter đã xảy ra. Cùng thời điểm đó, ba nhà lãnh đạo của chính quyền Trung Quốc là Mao Trạch Đông, Chu Ân Lai và Chu Đức qua đời. Sau đó, hoa tre tiếp tục xuất hiện ở Tứ Xuyên. Từ năm 1983 đến năm 1985, một lượng lớn hoa tre xuất hiện ở núi Cung Lai. Đến tháng 8 năm 1986, một trận động đất mạnh 5,2 độ Richter xảy ra ở huyện Diêm Nguyên, tỉnh Tứ Xuyên. Năm 2005, một diện tích lớn che nở hoa rồi héo chết ở dãy núi Dân Sơn. Đến cuối năm 2017, tổng diện tích che nở hoa đã lên tới 24.000 hectare. Tháng 5 năm 2008, một trận động đất mạnh 7,8 độ Richter đã xảy ra ở Tứ Xuyên. Trong cuốn Thái Bình Nhiễm Ký có trích một đoạn từ quyển Chiêu Dã Thiêm Tái như sau. Vào năm khai nguyên thứ hai của nhà Đường, tất cả tre ở núi Trung Nam đột nhiên nở hoa cứng cáp, bao phủ toàn bộ thung lũng, kích thước của nó giống như hạt lúa mì. Năm đó khắp thiên hạ xuất hiện nạn đói, các cây tre đều héo và chết sau khi kết thành quả. Học giả Tương Khải thời Đông Hán nói, cây bách bị thương, cây tre khô chết, trong vòng 3 năm hoàng đế chịu tội. Nó có nghĩa là cây tre và cây bách của một đất nước mà khô héo thì trong vòng 3 năm, quốc vương của đất nước đó sẽ chết. Quả đúng như vậy. 2 năm sau khi cây tre nở hoa và kết trái, thì ở núi Trung Nam rồi khô héo chết, thì 2 năm sau đó, tức năm khai nguyên thứ tư, hoàng đế Lý Đán qua đời. Chuyển sang phần tin trong nước. Thưa quý vị, trụ sở chính của công ty Việt Á chỉ có biển hiệu đặt nhờ, không có nhân viên. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an C03 đã khởi tố và bắt giam Phan Quốc Việt, người sáng lập kiêm tổng giám đốc công ty cổ phần công nghệ Việt Á, để điều tra về những sai phạm trong việc nâng khống giá bộ xét nghiệm COVID-19. Công ty Việt Á đăng ký địa chỉ trụ sở chính tại số 372A, 8 Hồ Văn Huê, phường 9, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, khi phóng viên Báo Tuổi Trẻ đi xác minh, thì chủ nhà này nói Việt Á chỉ mượn chỗ để đặt cái bảng hiệu gần 10 năm, tại đây không có nhân viên hay tài liệu gì. Trước thông tin, công ty cổ phần tập đoàn Vingroup đã thành lập công ty cổ phần công nghệ sinh học VinBioCare với vốn điều lệ 200 tỷ đồng, trong đó ông Phan Quốc Việt nắm giữ 30%, theo thông tin của Tuổi Trẻ. Ngay từ ngày 31 tháng 7, 2021, Hội đồng Quản trị của VinBioCare đã bổ nhiệm bà Lê Thị Ngọc Chi làm tổng giám đốc mới, thay ông Phan Quốc Việt. Ông Việt cũng đã rút và thôi là thành viên góp vốn tại VinBioCare và không còn bất cứ liên quan nào đến công ty này. Ngoài kit xét nghiệm, Việt Á còn có mảng kinh doanh đồ gia dụng, sản xuất và phân phối khẩu trang, nước rửa tay khô, máy xông tinh dầu tự nhiên. Đơn vị này cũng trúng nhiều gói thầu tại các bệnh viện lớn trên cả nước. Theo thông tin của cơ quan chức năng, ông Việt và nhóm thuộc công ty Việt Á đã nâng khống giá thiết bị, chi phí nguyên vật liệu đầu vào, đưa vào thuyết minh cơ cấu giá, xác định giá bán là 470.000 đồng một kit, thỏa thuận và chi tiền phần trăm hợp đồng cho lãnh đạo bệnh viện, CDC các tỉnh, thành phố trong quá trình cung cấp sản phẩm. Đến nay, công ty do ông Việt lãnh đạo đã cung ứng kit xét nghiệm cho Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật và các cơ sở y tế khác của 62 tỉnh, thành phố trên cả nước, với doanh thu gần 4.000 tỷ đồng. Trước đó, vào giữa năm 2020, Tổng Giám đốc Công ty Việt Á từng chia sẻ trên truyền thông, cho biết Bộ Y tế và Chăm sóc Xã hội Anh cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn châu Âu, CE, và cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do, CFS, cho bộ sản phẩm xét nghiệm COVID-19 do Bộ Khoa học và Công nghệ Giao học Viện Quân y và Công ty Việt Á phối hợp nghiên cứu sản xuất. Về lý do được cấp chứng nhận đạt tiêu chuẩn châu Âu nhanh chóng, ông Việt cho biết, vì từ trước đó Việt Á đã có chứng chỉ ISO 9001-2015 và ISO 13485-2016 do Pro Veritas Ý cấp cho hệ thống quản lý chất lượng trang thiết bị y tế, bảo hộ y tế, nên Bộ Y tế và Chăm sóc Xã hội Anh thấy ngay rằng quy trình sản xuất của công ty đảm bảo chuẩn quốc tế. Theo dữ liệu từ Cổng Thông tin Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á được thành lập từ năm 2007, trụ sở chính trên đường Hồ Văn Huê, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh. Người đại diện luật pháp kiêm tổng giám đốc công ty là Phan Quốc Việt, sinh năm 1980. Về công ty Việt Á, trong các thông báo tuyển dụng, doanh nghiệp tự giới thiệu chuyên hoạt động trong lĩnh vực sinh học phân tử với đội ngũ cán bộ chuyên môn có kinh nghiệm hơn 10 năm. Đây cũng là nhóm đầu tiên tại Việt Nam ứng dụng thành công và đưa vào thương mại từ rất sớm các kit sử dụng kỹ thuật real-time PCR và live phân tử. Thưa quý vị, bão số 9, 11 tàu cá với hơn 100 ngư dân đang thả trôi trên biển. Sáng 19 tháng 12, Ủy ban Nhân dân thành phố Quảng Ngãi cho biết, để chủ động phòng chống bão số 9, địa phương đã liên lạc được với tất cả các tàu thuyền đang quản lý, gồm 1.665 tàu cá và hơn 11.000 ngư dân. Hiện vẫn còn 24 tàu cá của ngư dân thành phố Quảng Ngãi trên biển, trong đó có 13 tàu cá hoạt động ở vùng biển Việt Nam, nằm ngoài ảnh hưởng của bão số 9. Còn lại 11 tàu với hơn 100 ngư dân của xã Nghĩa An hoạt động ở vùng biển quần đảo Hoàng Sa. Các tàu cá ở vùng biển quần đảo Hoàng Sa sau khi nghe tin bão số 9 không kịp chạy về vùng an toàn, nên thành phố Quảng Ngãi đã chỉ đạo cho đồn biên phòng cửa khẩu cảng Sa Kỳ liên lạc thường xuyên với ngư dân trên tàu, hướng dẫn họ các biện pháp ứng phó trên biển. Người dân ở đất liền đang rất lo lắng cho các ngư dân trên 11 tàu cá này. Một lãnh đạo thành phố Quảng Ngãi cho biết, đến trưa 19 tháng 12, các tàu cá này được hướng dẫn thả trôi về phía đảo Đài Loan để tránh bão và luôn giữ liên lạc với bờ. Ủy ban nhân dân thành phố Quảng Ngãi cho biết thêm, đến sáng 19 tháng 12, thành phố đã tổ chức di dời 54 hộ, 213 nhân khẩu ở hai xã Nghĩa An và Nghĩa Phú đến nơi an toàn, đồng thời thông báo cho 225 hộ với 567 nhân khẩu ở xã Tịnh Khê và 130 hộ ở xã Tịnh Kỳ chuẩn bị sẵn sàng di dời bất cứ lúc nào, tùy vào tình hình bão số 9 diễn ra. Giữa ban ngày, hai người đàn ông ngang nhiên tạt sơn vào một cửa hàng. Thưa quý vị, bà Lê Thị Huyền Trâm, 30 tuổi, ngụ tại phường Định Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, chủ cửa hàng kinh doanh thiết bị điện tử vệ sinh trên đường Đại Lộ Bình Dương, vừa cầu cứu công an địa phương khi bị các đối tượng cho vay nặng lãi đe dọa tạt sơn vào nhà. Hình ảnh camera an ninh cho thấy giữa ban ngày, trên đường có nhiều phương tiện qua lại, hai đối tượng chở nhau trên xe máy, dừng xe trước cửa hàng của gia đình bà Trâm, rồi cầm ca sơn ném vào cửa. Chỉ trong tháng 12, gia đình tôi đã bị nhóm này tạt sơn đến 3 lần. Hai lần trước là vào ngày 2 tháng 12 và ngày 8 tháng 12, bà Trâm cho hay. Ngoài tạt sơn, nhóm này còn đe dọa, uy hiếp bằng cách nhắn tin gọi điện, cho biết sẽ còn tiếp tục hành động nếu bà Trâm không chịu trả nợ, thay chồng số tiền 100 triệu đồng. Trong khi đó, bà Trâm cho biết vợ chồng bà giải quyết thủ tục ly hôn, đang chờ quyết định của tòa. Đồng thời, bà Trâm khẳng định không hề vay mượn hay có mâu thuẫn với bất kỳ ai. Sau lần thứ hai bị tạt sơn, tôi đã trình báo công an. Các đối tượng uy hiếp liên tục khiến tôi và con nhỏ hàng ngày phải sống trong nỗi sợ hãi. Tôi mong cơ quan công an sớm vào cuộc điều tra, ngăn chặn kịp thời hành vi của các đối tượng, bà Trâm nói. Bắt băng cướp nhí gây ra 2 vụ cướp trong đêm. Thưa quý vị, ngày 19 tháng 12, Công an huyện Hớn Quản, Bình Phước cho biết đã triệt phá băng cướp nhí với 6 nghi phạm liên quan, gây ra 2 vụ cướp táo tợn trên địa bàn trong tháng 12, 2021. 6 nghi phạm bao gồm NTH 15 tuổi, VHTA 15 tuổi, NPQ 15 tuổi, DTQT 13 tuổi, cùng ngụ ở thị xã Bình Long, TTT 16 tuổi và STAT 15 tuổi, ngụ ở huyện Hớn Quản. Trước đó, trên địa bàn xã Tân Lợi, huyện Hớn Quản liên tiếp xảy ra 2 vụ cướp tài sản vào ngày 5 tháng 12 và ngày 15 tháng 12, 2021. Cụ thể, một nhóm thiếu niên lợi dụng đêm khuya, đoạn đường vắng người qua lại và chặn xe người đi đường. Sau đó, khi chặn xe, các đối tượng dùng dao đe dọa người bị hại, chủ yếu là nữ giới, để chiếm đoạt tiền của nạn nhân. Nhận được tin báo, Công an huyện Hớn Quản đã phối hợp cùng Công an xã Tân Lợi và Công an thị xã Bình Long rà soát, điều tra, truy xét các đối tượng trên địa bàn. Qua làm việc, Công an xác định ngoài 6 nghi phạm có liên quan đến 2 vụ cướp trên, cơ quan Công an còn xác định có thêm 3 người khác, dù biết nhóm này thực hiện hành vi cướp tài sản nhưng không tố giác tội phạm. Tại cơ quan Công an, nhóm thiếu niên đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Hiện Công an huyện Hớn Quản đang tiếp tục điều tra, làm rõ các vụ do băng cướp nhí này gây ra. 2 học sinh lớp 7 ở Quảng Nam khai được tiêm liên tiếp 2 mũi vaccine. Chiều 19 tháng 12, ông Lê Văn Tiến, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam cho biết, vào sáng cùng ngày, ngành y tế tổ chức tiêm vaccine ngừa Covid cho học sinh tại trường Trung học cơ sở Lê Lợi, xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành. Dự kiến có gần 500 học sinh được tiêm chủng loại vaccine Pfizer và trong buổi sáng đã tiêm cho khoảng 250 em, số còn lại được tiêm vào buổi chiều. Điều đáng nói, trong quá trình tiêm, một nam sinh nói rằng bản thân mình được tiêm liên tiếp 2 mũi vaccine. Ngay sau đó, một nam sinh khác cạnh bên cũng thông tin mình được tiêm 2 mũi vaccine. Sau khi nắm thông tin, các ngành chức năng quyết định đưa 2 em học sinh trên vào Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam theo dõi để đảm bảo an toàn trước khi tiến hành các bước xác minh. Theo ông Tiến, dù 2 học sinh khai báo như vậy, nhưng qua kiểm tra toàn bộ quy trình thì không có dấu hiệu gì cho thấy các em đã bị tiêm thừa vaccine. Cụ thể, qua kiểm tra trên tay của 2 em thì chỉ có một dấu hiệu vết tiêm, số lượng bơm tiêm, số liều vaccine đều không bị thừa. Quy trình tiêm chủng được thực hiện rất kỹ, các em trước khi khám sàng lọc được phát giấy chứng nhận, có chữ ký của bác sĩ khám sàng lọc tại bàn tiêm, bác sĩ thấy giấy mời tiêm, tiêm xong được thầy cô hướng dẫn đến khu vực chờ để nhận giấy xác nhận, ông Tiến thông tin. Cũng theo ông Tiến, tới thời điểm này các bác sĩ hỏi lại thì các em không nói rằng mình đã được tiêm 2 mũi vaccine như khai báo trước đó. Lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam cho biết hiện tại sức khỏe 2 em học sinh này đều bình thường. Trước đó ngày 16 tháng 12 xảy ra một sự cố nam sinh lớp 11 trường Trung học phổ thông Trần Cao Vân, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam được tiêm liên tiếp 2 mũi vaccine trong vòng 10 phút. Sau sự cố trên, Sở Y tế tỉnh Quảng Nam đã có văn bản yêu cầu các địa phương chấn chỉnh công tác tiêm chủng và tuân thủ nghiêm ngặt các bước theo quy định của Bộ Y tế. Đợt này, Quảng Nam phân bổ hơn 127.000 liều vaccine Pfizer về 18 huyện, thị, thành phố để tiêm cho trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi. Thưa quý vị, mục điểm tin tối của DKN TV đến đây xin tạm dừng. Xin chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Kính chúc quý vị sức khỏe và bình an. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.